Em Hương đây. Dạ em Hương xin giới thiệu với cô chú và anh chị mình một căn nhà bên em mới vừa bị rớt cọc. Chỉ còn có một căn duy nhất thôi. Dạ ngôi nhà này của mình thì nó nằm ở vị trí là gần chợ Bình Chánh, sát chợ Bình Chánh luôn. Khu dân cư của mình thì rất là đông đúc. Đường thì xe 7 chỗ, 4 chỗ có thể vào được tận tới nhà luôn ạ. Dạ đây là ngôi nhà của mình ạ. Ngôi nhà của mình thì em có thiết kế, em có diện tích là 4 x 10. Thiết kế là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Dạ. Thì em đây em cũng gắn cho mình là hai lớp cửa, một cái lớp cửa kéo và một lớp cửa bốn cánh nha. Dạ phía bên trong ngôi nhà của mình nè. À. Dạ thì phía bên trong ngôi nhà của mình á thì tường thì em cũng đã ốp lên cho mình á là tới tận 1,2 m rồi. Dạ thì trần á thì là trần thạch cao, thì em cũng gắn cho mình một bóng đèn chùm. Dạ và một đèn 1,2 m cho ngôi nhà mình được thắp sáng hơn. Dạ không gian này á thì quý cô chú và anh chị mình á có gì ở á thì mình có thể mua một bộ ghế salon và gắn một chiếc tivi, thì ngôi nhà mình có phòng bếp thì không thể thiếu trong mỗi gia đình của mình rồi ạ. Dạ đây là căn phòng bếp của mình. Thì căn phòng bếp của mình á em cũng đã gắn cho mình tủ trên và tủ dưới. Gạch bếp á thì em cũng lót cho mình là gạch đá hoa cương. Dạ đây là hai cái bồn inox mình có thể rửa rau rửa đồ gì đó. Dạ. Thì bây giờ dưới căn phòng này thì đây là một nhà vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh thì em cũng đã gấp đặt đủ thiết bị tiện nghi cho mình hết rồi ạ. Dạ, đặc biệt á là ngôi nhà này của mình là có giếng trời nha quý cô chú và anh chị. Dạ. Dạ, đây là hướng lên tầng trên của mình ạ. Hướng lên tầng trên của mình á thì cầu thang em cũng đã làm cho mình là ta vịn bằng gỗ. Đường lên cầu thang mình á thì em cũng đã lót cho mình là gạch đá hoa cương. Dạ, thì em mời quý cô chú và anh chị mình lên tham quan tầng trên ạ. Dạ, tầng trên của mình á thì em cũng đã có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ạ. Đây là tầng phòng thứ nhất của mình ạ. Phòng thứ nhất của mình thì trong đây rất là rộng rãi và thoáng mát. Bên hông đây thì cũng có một cánh cửa sổ này nè. Dạ. Em mời quý cô chú anh chị mình tham quan cổng kế bên ha. Dạ bên đây thì em cũng thiết kế cho mình một nhà vệ sinh nằm ở giữa hai phòng à. Cũng trang bị đầy đủ tiện nghi cho quý cô chú và anh chị mình. Dạ đây là căn phòng ngủ thứ hai của mình ạ. Thì căn phòng ngủ thứ hai của mình á thì nó rất là rộng rãi và thoáng và có đường ra ban công của mình luôn ạ. Dạ đây là đường ra ban công của mình, em cũng đã gắn cho mình lan can lên rất là cao, nhìn rất là chắc chắn và an toàn. Khu dân cư ở đây thì rất là hiện hữu, ở rất là đông đúc ạ. Lại ngôi nhà của mình á là một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp. Dạ nhà của mình á thì đi ra chợ Bình Chánh mình chỉ có 3 phút thôi ạ. Đường vào nhà mình là đường tận 6 mét. Dạ em xin chốt giá lại á, là giá của mình là có 1 tỷ mốt. Dạ căn nhà này là đang bị dớt cọc nha quý cô chú và anh chị. Quý cô chú mà anh chị nào á mà thích ngôi nhà này thì cứ hãy liên hệ cho em với số phone bên dưới. Em sẽ để giá ưu đãi cho quý cô chú anh chị mình ha. Dạ thì quý cô chú anh chị mình á. Dạ quý cô chú anh chị mình á nhớ đăng ký kênh Nhà Xịn Bình Chánh để em có thể review những căn nhà đẹp cho quý cô chú và anh chị mình ha. Em xin chào quý cô chú và anh chị mình, hẹn gặp lại những video lần sau ạ. À.